cô đó. Thì hôm nay là mùng 5, thì ngày mùng 8 là cái ngày lễ thành đạo. Thế nên hôm nay là Phật tử chúng tôi đến từ thành phố Đà Nẵng có một chút quà. Thì cái món quà ở đây á, là có 12 món. Tất cả ở đó cho tới đây và trị giá một món quà như vậy là gần 400.000 đồng. Thì có cái phần quà này gửi đến cho bà con chúng ta những lời chúc mạnh khỏe, chúc bà con được luôn luôn được hạnh phúc, và chúng ta sẽ nhận quà, và sau khi nhận quà thì bà con mình ra về. Không, có phiếu. Ở đây là cô đã phát phiếu rồi không? Và mọi người cầm trên tay mình cái phiếu. Hồi nãy có một chị đồng bào nói được hay: tôi tin cho người già trước, mà ai là người già giơ tay lên. Dạ, chị xinh đẹp, mình khui hàng ra, gạo vẫn chị. Dạ, gạo. Dạ, gạo 5kg. Gỗ 5kg. Dạ. Nó rồi con. Bán hàng cá kho. Bán hàng cá kho bao nhiêu gói? 5 đồng. Không đồng hả? Gạo bao đó bao nhiêu? Dạ, gạo 5kg không đồng. À, không dạ. Đồng. Mà vô. mà vô. À, cái này một cái áo đó mấy tiền chị? 100 một cái. Không đồng nữa hả? Dạ, áo bên dây mình không đồng. À, mình mua là vụn là 100 cái. Nhưng về bạn không đồng chơi. Dạ. Lời, lời to, lời nụ cười. Rất lời luôn đó. Dạ, đúng, đó là cái lời. Đó, không đồng nhưng mà lời rất là nhiều. Dạ, rất là nhanh. Qua đây là việc nhanh quá. Đây là 2 suất nè. À, tất cả mọi hàng đều không đồng. À, chúng ta hỗ trợ giúp cho bà này nè. Bà này 2 suất như vậy là mình tất 2 bao. Rồi, anh Hoa. Xì dầu không đồng, nước mắm không đồng, chị Cúc yêu thương. Cái bát nhiều đúng không anh Hoa? 2 suất đúng không? À, ok. À, miếng không đồng, bao cũng không đồng, đồng giá không đồng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ở đây là kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn như lắng đang tham gia cùng với đoàn Phật tử Đà Nẵng về thăm và tặng quà cho đồng bào cơ tu ở thôn Éo, xã Ba, và địa điểm đây là tỉnh Thất Thiền Quang. Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trước mặt là tỉnh Thất. Đoàn gia đình Phật tử Đà Nẵng đã đem về cúng dường vào ngày 19 tháng 6 âm lịch vừa rồi. Rất là đẹp. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Các bạn kính mừng Phật đạt treo từ tháng 4. Bây giờ Phật đã thành đạo. Ba bông chậu. Chậu nồi hay chậu ngoài đây? Chậu ngoài. Chậu nồi. Chậu dễ thương quá. Ba cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị rất là hấm hở bán cà khô hả, cầm sẵn. À, ai ra là giao hàng liền. Yên tâm không ế đâu, sẽ bán đắt như tôm tươi. Lời to. Em nào nhỏ sau khi nhận quà ở đại nhận quà đây, nhỏ nhận các chị nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị bỏ mối nha, mấy Như Ngọc và Trần Lão cho trẻ à, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân có mặt hôm nay, cũng như quý vị mạnh thường quân ở xa không tham dự được đã gửi tấm lòng thơm thảo chia sẻ với đồng bào. Ở điểm này là mình sẽ tặng bao nhiêu xuất quà thánh? 50 ở điểm thôn Éo là tặng 50 phần quà cho người lớn và 50 phần quà cho trẻ em nhỏ riêng. Chào. Chào. Gì vui không? Có vui không? Cô kiên anh nó, anh nó kiên cô ca. Cô kiên anh nó ta ga, anh nó kiên cô ca. Dạ. Ba khỏe không? Dạ. Ba là ở quê, ở gốc ở Mô, tới đây ở Nghệ An. Bây giờ Nghệ An mà lên tới đây luôn. Dạ. Không, ở Nghệ An trong ở à, rồi. À, mà rồi răng ba về đây ở Đông Giang. À, dạ, con hiểu rồi. Về đây sống. À, dạ. Chào. Em bé ơi, có qua chứ cho em bé chứ. Em bé có qua. À, rồi lại qua cho em bé nữa. Dạ. Dạ, con chào ba. Năm đi ba 70 rồi. Ô, tầm tư. Dạ, dạ. 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 Dạ, con cảm ơn ba. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Chào cha, bà dễ thương chưa? Ồ, ba khắc sắc không nổi nè. Bác cười đẹp ghê. Hôm nay mua được những gì? Đi chợ đi. Ô cho dẹp bác dục đâu rồi? À, vô tim đi. Phiên chợ không đồng. À, mua được chân lý hàng hóa. Dạ, mua được chân lý mà trả bao nhiêu tiền? Hả? À? Hả? À? Không đi chợ không biết. À không biết. À. Có trả tiền không? Không. Không trả tiền hả? À, chờ không đông mà. Dễ thương quá. Ô, hai chị em hay hai mẹ con? Hai mẹ con. À em mày được con rồi. Hai. Chú chà, mấy tuổi rồi? 30. À 30 em bé mấy tuổi? Tuổi. Dạ thưa ba. Ba cầm bà kèo cho chậu hả? Dạ. Rồi chờ dễ thương chưa? Dạ, nó mới dạ. Ơ áo đâm dễ thương ạ. À. Đẹp ấy. Đẹp quá. Đẹp quá. Pháp cách đẹp vậy đẹp. Áo nó mặc mạc lắm. Dạ, hai mặc mạc. Dạ.
áo quần. Đây là mọi người đang lừa áo quần. À, đồ này là đồ quá sử dụng rồi mà tốt ghê hả? Hay là đồ mới? À, quá đẹp, rất đẹp luôn. Đẹp lắm. Chào chào. Cái này để mặc ngủ. À, mặc ngủ mát lắm. Em bé ơi, em bé vui không? Em bé vui không? Mẹ hả? Dạ. Mày cháu rồi. Dạ một. Một. U. Dạ tội ngủ mặc vậy cho nó mát mẻ. Từ em nào cũng có. À, đây phạt 50 xuất quà cho một gia đình. Và ngoài ra gia đình nào có trẻ em thì 50 xuất quà dành riêng cho trẻ em. À, cho nên tiến hành rất là nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chú, bữa trước Dạ A Di Đà Phật cho thưa cô. Bữa trước 19 tháng 6 mà cúng thỉnh và cúng thỉnh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát về đây đấy. Con có tới rồi có đáp, có cái phim rồi rồi cầm hoa cầm đồ vui vậy. Dạ. Dạ có thấy cầm hoa. Thấy cầm hoa thì đủ thử gì là Bổn Sư Thích Chú. Ai có sáng kiến mà nước tạo thành cái hai cái tháp đẹp hay thế? Sáng kiến hay quá. Cái gì phải cái nhỏ này thiếu gì phát. Dạ. Thần khách nhỏ nhỏ rất nhưng mà rất ra. Dạ. 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 Đồ sáng dễ thương nha nè. Mà sáng. Dạ như lần vừa quay qua cảnh hai cái hoa sen, sen hồng và sen trắng. À thôi, dạ thưa cô, con xin đọc bài thơ Hoa Sen để tặng khán giả và cũng tặng sư cô A Di Đà Phật. Dạ, con đọc nha. Đang nghe nhạc không sao, không sao. Mình qua quá xa xa tí này để Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi con đọc thơ con nghe thì hoa sen chùm chìm nụ cười vô ưu, gửi hương theo gió tặng đời thương yêu. Hoa sen nở rộ Phật bước khoan thai, huy hoàng ánh sáng Như Lai mở đường dài thoát trần ai bực phiền. Dạ, giữ mình cho dòng hoa sen sống trong buồn chẳng hư hèn tánh hôi, gửi hương theo gió tặng đời làm gương trong sáng cho người nói theo. Dạ A Di Đà Phật. Dạ dạ dạ. Hoa sen dễ thương. Như lắng trân trọng cảm ơn quý ông bà cô bác
anh chị em đã theo dõi video. Kính chúc cả nhà luôn thân tâm thường an lạc. Và Như Lan rất mong quý vị ủng hộ Như Lan bằng cách like, đăng ký, chia sẻ. Và cảm ơn rất